top bên kia chưa lộ một chút gọi là cho ông này bắt trước không? Cho ông này bắt trước hả? À? Có gì để xem top bên kia là cái gì mà đánh counter cái. Mình đánh cái thế kỹ kỹ nha anh em nhá. Đánh cái thế gọi là chai hạt top thách đấu nha anh em nhá. Này thì BK. BK. BK mét Bình Dương không? Anh chị đánh chiến lắm anh em ơi. Thích là va á. Thích là va luôn á. À có giáp ảo à. Cái thế giáp ảo à. Cái thế giáp ảo ha. Ơ mà sao ông anh fan nó châu châu vậy ta? Cảm giác nó cứ châu châu kiểu gì ấy nhờ. À tốc biến à rồi. Ấy dạ. Cái gì đấy? Ê, của ông đi Ali ơi, của ông á. Rồi, đi ha. Đi ha. Ê, thật sự là cái thế gọi là farm gà nhá. Ê, tôi này ông ơi, tôi này ông ơi, tôi này ông ơi. Chiều mới thấy em trẻ sắm đồ Tết, cái áo đang cánh mờ tú nhá. Anh em trẻ đại gia lúm mặt cười. Trời ơi, con đi Ali nữa kìa. Trời ơi, bóp luôn mà. Rồi xong rồi em chè cút cút luôn, em chè mất luôn cái quay lính này luôn. Ờ hay đó không? Ờ à, tôi về cái tôi về cái tôi về cái. Hay. À, Nidalee thật sự là biết nó gọi là cần ganh cái lane nào nhá anh em nhá. Nidalee thật sự là biết gọi là cái điểm mạnh của team mình là ở đâu gọi là. Nidalee thật sự là biết chơi nha anh em nha. À tôi theo được cho bộ. 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 Này. À, tôi tele được nha bộ. Tôi về tôi tele được nha bộ. Dưới đất rồi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Ô ô ô ô ô ô. Sắc. À! Cứu tôi với. Trời ơi là trời, cái phong cách cái con Camille nó support cho team tới luôn á chứ. Support từ trên top cho tới gọi là xuống cho tới dưới bot à. Yeah. Căng rồi nha, căng rồi nha. Con Manfi này 37 lính rồi, mình 28 lính là đẹp rồi. 28 lính phút thứ 7 rồi sao trông phế đó. Farm tí nha anh em nhá, nãy giờ support cho team đủ rồi đó. Giờ là tới team gọi là support cho mình lại á. Cái thế này, cái thế bọc sau nha anh em nhá, cái thế bọc sau nhá. Cái thế bọc sau nha. Trời ơi. Bình tới rồi. Cái thế bình tới rồi. Phế thế, em chỉ ra mít rồi con dép đi lên, lên đi ra mít làm cái gì đấy? Ghê thế. Em chỉ đã ram, em chỉ đã đứng đây đi qua đây rồi. Thì thằng dép đi từ đây qua đây xong rồi em chỉ ăn cái lính mít, còn nó ăn mít lính top. Chia nhau xong em chỉ xuống bot.
Sao mất luôn cái top à? Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? Ủa rồi sao chủ mình vẫn banh vậy? Phải hết á. Yo! Ui, hai em chỉ đâu ta? À, tay lên được cho bố. Tay lên được cho bố ơi. Đánh mạnh là tay lên luôn á, team bên kia chỉ cần nhốn nhéo một tí là tay lên luôn á. À, nhưng mà cái trụ tóc ngon thế. 14 phút là nó mới gọi là mất mất cái kia đúng không? Mất mất gọi là cái vảy đúng không? Ê, à, cái trụ này 40 giây em chỉ nghĩ ăn đủ luôn á. Cái gì tele hết vậy? Cái gì lag dữ rồi trời. Ấy. Ô, ô. Ô, mạnh tui. Sằng. Đây đánh được nha, đánh được nha. Ao ao level ở đây đúng không? Bắt đầu đó. Chắc chắn người ta trong bụi đúng không? Chắc chắn là trong bụi mà thôi đúng không? Anh Trung đã donate 5.000 đồng. Thằng gà cũng làm được. Còn anh Trung nhá. Xem đái à, không có rồ thì trông thôi gì gì á, trông đánh không lại á. Ê, cái mạng này ngon nhá. Ê. Tôi cứu bồ cho bồ, tôi cứu bồ cho bồ hay, bồ chạy cho bồ. Nhầm kênh rồi. Có Mingo nhá. Ê. Ê. À. Ê, thật sự là cái thế gọi là cam yêu khuấy đảo em ơi. Mặc dù là em chỉ không ăn nhiều mạng nhưng mà cái sự ảnh hưởng nó là nhiều đúng không? Ê, tôi ăn này cho. Ây da. Ây da. À. Chôn rồi. Ổn cam yêu lên đồ gì nữa vậy anh em? Camu à, chôn rồi, không, tự nhiên tưởng em chạy đẹp đẹp con Lee Sin được, xong rồi tự nhiên cái đẹp đẹp thấy không trúng mà thấy sai sai rồi đó, từ, à, tôi tele nha bộ, tôi tele nha bộ, à, đánh. Từ nhá, sao mình đánh trong nó cứ lủng lủng quá nhờ, từ nha, nhưng mà vẫn là một pha gọi là đổi mạng tốt đúng không?
À, cái thế gọi là tôi làm hết được nha. Ây da, cái pha này chị hơi gà gà, kiểu như là tự nhiên cái không né được cái pha quy đầu xong rồi gà gà luôn mà. Ơ, nó thật sự là hài cốt rồi anh em ơi, thật sự là hài gión á. Ừ, xong rồi con Kai'Sa ăn luôn Baron chứ. Tú đã đâu hết 5.000 đồng. Dạ. Yeah. Tư duy nghĩ rằng sẽ đợi Dezin vào dùng R hợp lý, E trắng rồi giết ngược, nhưng đó là tư duy nghĩ thấy Tô Phan sẽ phải tin vậy mà biết rồi. Ây da! Đấm vào Tú nhá. Ế? Ế? Láp với chúng tôi à. Láp với chúng tôi à. Láp với chúng tôi à. Này thì gọi là lướt lướt với chúng tôi à. Đi. Khó lắm, khó lắm. Hay. À, nhưng mà anh chị vẫn khó chịu nha. Cái lối chơi gọi là nhấp ra nhấp vào thật sự là vẫn khó chịu nha. Cái xe ở đây đúng không? Ở đây đúng không? Đây đúng không? Y đắt nhiều. Tuy quanh dớt y đặt dữ. Ây da. Khó chịu cho Bobby. Bobby thật sự là khó chịu à. Quá khó. Một con Camille khuấy đảo cái đội hình thật sự là quá khó cho team kia rồi. Anh chị xin nhá. Game đầu xin gọi là win win cách. Pha này bình thường anh em ơi, pha này né né bình thường anh em ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà Rengar đứng đó vậy? Cái gì nữa vậy? Ngợp rồi. Modder ra nhận hộp cơm chứ cũng chán quá. Em chỉ bảo rồi, Rengar lên top em chỉ cần 2. Mấy cái này đơn giản anh em ơi. Quang Minh đã donate 8.000 đồng. Cảm ơn Quang Minh nhá. À, thật sự là cái thay 4-1 á, cái thay khuấy đảo thế giới ảo à. Rồi. Gì ghê vậy? Cái gì ghê vậy? Anh em thấy cái pha gọi là quy hai góc vuông không anh em? Cái pha gớm gớm mà. Mê thật ha. Cảm ơn Huy. Ây da, phế thế.
Huy đã donate 5.000 đồng, gửi clip cho Văn Tùng làm cẩm nang thách đấu đi em che. Cảm ơn Huy nhá. Hugh đã donate 10.000 đồng, có tình tiết để reset tiền hoa. Hay là cái gọi là cái livestream này bây giờ mình gửi cho editor xong rồi một ngày em chè chơi 5 năm món. Quang Minh đã donate 8.000 đồng. Tất nhiên. Năm năm đã thiếu một tài năng như em trẻ. Tại sao em trẻ lại GoPro TFT làm gì trong khi cô có thành tựu nhỉ? Yến giai, Yến giai. À! Đánh thử một cái là được rồi. Không nhiều mạnh lắm, cái giả thiên ly đánh thường một phát cái pha đó hồi phải tầm khoảng 300 máu á. Làm chi đủ để gọi là cân hai cái pha đó luôn á. Phế ta. Có mắt ở đây rồi. Slain.
executed. Heist. Nhìn thì cũng hay á, nhưng mà nó gì quá. À, tay lê vô trong cái hộp của con xe cô được mà. Quỷ tới. Mở chơi end cái anh em ơi. Thật sự đánh cái mày đẻ cái tay nha. 19-4 à. Yeah. Thật sự là vào thế nhá, thật sự là vào thế nhá. Hạt nha, hạt nha, hạt nha. Ơ, Ly quên mua đồ à, vãi. Ly quên mua đồ à. Ăn xong con quái quên mua đồ không lên level 2 luôn à, cái gì đấy. Ây da, nhầm. Ủa, vẫn dính hả, em chỉ tưởng là né đằng sau lính từ được. Bịp đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy dắt ơi? Cái gì vậy phở lê ơi? Từ. Tự nhiên cái bị cái pha gọi là Lee Sin không mua đồ, nó chỉ bị mất tập trung anh em ơi. Cho đánh cái hả? Đánh cái nữa nè. Đánh cái nữa ra. E cái ra. Quy cái ra. Đánh cái E cái ra. Khó chịu liền. Đánh cái đó. Đánh cái đó. Đánh cái đó. Đánh cái đó. Quy đó. Đánh thường đó. Đánh thường đó. À, chưa phục nha. Phế thế. Sion bị chính rồi lại cái trò của mình nó. Cái thầy đứng đây hấp lính nó.
cái gì vậy? Ủa sao chết được? Khó chịu mà tao ơi. Không làm được gì Sion luôn mà. Tưởng nghêu nghêu nhá. Nhìn đống máu nó tích được nhờ cái về kép kìa mặt cười. Chấm. Nhưng mà nó thật sự là gớm gớm hả? Giết con kia trước. Giết con dắt trước. Giết con dắt trước. Đừng có giết con đó. Ừ cũng được. Hay hay hay. Hay hay hay. Hai 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 Lee Sin hay Lee Sin. Ui Lee Sin 81 á. Hay ngon game này ấy win luôn em ơi. Game này hấp win free anh em ơi. Win free. Rồi vô. Rồi vô. Rồi vô. Dấu lớn đã donate 5.000 đồng. Sau thất bại của Minh Quân nhá. Môn TFT thì em trẻ đã từ bỏ. Bao giờ có lịch leo thách đấu hàn vậy ạ? Gam cần anh đấy em trẻ ơi mọi người. Thách đấu hàn à. Đấu hàng à, sớm ha, sớm thôi ha. Rộn, mau cai rộn. Ghê chú. Cái thế nhữ nha, cái thế nhữ nha anh em nhá. Ờ lái luôn á, lái luôn á. Lái luôn á. Ủa là sao? Là sao vậy bro? Ủa sao Sion này sao nó làm hết vậy? Sao cảm giác bây giờ Sion này trông nó gớm gớm hả anh em? Một pha bắn tốt lên từ Lucian, Lucian e né với Quy đến từ Sion, Sion bật R lên đánh thường và đó là sức lượng sát thương đủ đến từ Lucian rồi, hay. Trông phế thế. Trông phế phế rồi. À, tay lê hay nha. À. À. Sắc không kém chú. Sắc. Sắc. Mai tiếng đó. Mai tím đó. Xin ra tê lê ra đây. Xong rồi đi bộ lại đây. Xong rồi bị con Sion hút xong chết luôn à. Cái gì mạnh dữ vậy? Ê. Ê thật sự là mạnh điên nhá. Cái gì Sena Flash rồi tùm lum tùm le Sion R cái gì thấy gớm vậy? Không em chỉ câu kéo cũng bao nhiêu chiêu thức rồi á. Xong rồi cái xe mất R các kiểu rồi á. Thật sự có thể câu hết rồi nhá. Em sao nó mạnh dữ vậy? Rìu đại mảnh xà, búa tiến công, áo choàng hắc quang, áo choàng gai, cái gì mà sao gớm gớm vậy? Dạ yeah! Về vê vê những người đồng đội ơi, những người đồng đội ơi, tôi cần CC, tôi cần CC, tôi cần rất nhiều CC. Có mỗi mình về à. Cái thế gọi là Sion lòn lòn có đấm đấm cái trụ à. Trừ 20 điểm mặt kim 1 à.
Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến đây của video. Đừng quên để lại cho mình một like, một nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những buổi stream và những video xịn sò tiếp theo nhé. Goodbye.